Rồi, bây giờ thì tiếp theo thì chúng ta sẽ phải làm cái yêu cầu số 3. Cái yêu cầu số 3 ở đây thì uh, thì chúng ta sẽ làm như sau, tính điểm trung bình này, cao nhất, thấp nhất và xếp hạng. Và để làm được bài này thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ quan sát từng cái cột này một, cột E này, cột F này, cột G này. Và ở đây thì chúng ta sẽ lần lượt dùng những cái hàm sau đây để chúng ta có thể tính được trung bình. Chúng ta sẽ sử dụng hàm AVERAGE sau đó thì chúng ta sẽ quét chọn vùng. Như các bạn đã nhìn thấy và đối với cả những cái công thức ấy mà chúng ta chỉ có công thức đơn như thế này thôi thì sau khi các bạn mà đã quét như vậy rồi thì chúng ta sẽ có thể bỏ qua cái bước là đóng ngoặc lại bởi vì Excel hoàn toàn có thể hiểu được là đến đây chúng ta muốn kết thúc. Cái công thức đó ở đây rồi và chúng ta có thể tiết kiệm được một cái phím bấm. Và bây giờ thì với cái công thức trung bình này thì chúng ta có thể kéo được sang phải. Chúng ta sẽ kéo được tất cả sang phải như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy được là khi mà chúng ta bấm vào cái ô F17 thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái tham chiếu nó cũng sẽ tương ứng như thế này ở trên chúng ta sẽ không phải viết quá nhiều công thức. Và bây giờ thì điểm cao nhất chúng ta sẽ sử dụng hàm max. Max này mở ngoặc ra và max, chúng ta sẽ tính từ e5 cho đến e16 như thế này rồi bấm enter một cái. Và sau đó thì chúng ta sẽ lại kéo sang bên phải như vậy. Và điểm thấp nhất thì ngược với hàm max thì chúng ta sẽ chọn hàm min. Với hàm min này thì chúng ta tiếp tục kéo từ e5 cho đến E16. Chúng ta sẽ bấm Enter và chúng ta sẽ lặp lại các cái thao tác đó. Và bây giờ thì chúng ta có thể không sử dụng chuột. Thì các bạn có thể dùng bàn phím như sau. Chúng ta sẽ chọn chuột vào ô E19. Sau đó chúng ta giữ phím Shift ở trên bàn phím. Và bấm phím điều hướng sang bên phải. Một lần, hai lần và ba lần. Bây giờ thì chúng ta đã có bốn cái ô này được chọn rồi. Chúng ta sẽ phải bấm phím tắt là Ctrl R và như vậy các bạn đã nhìn thấy được là công thức từ ô E19 đã được điền sang các ô phía bên tay phải một cách hoàn hảo như vậy. Thế là chúng ta đã giải quyết được một phần của cái yêu cầu số 3 này. Bây giờ thì chúng ta cần điền vào cái cột xếp hạng là cột G chẳng hạn. Thì để mà điền vào cái cột xếp hạng này thì chúng ta sẽ phải nhớ đến là chúng ta có một cái hàm gọi là hàm rank. Bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng hàm rank như thế này có nghĩa là trong ô G5 chúng ta sẽ đánh vào đây là rank và ham rank này thì sẽ nhận tổng cộng là ba tham số. Cái tham số cuối cùng ở trong cái dấu ngoặc vuông này là tham số không bắt buộc. Đầu tiên là chúng ta muốn rank, có nghĩa là muốn xếp hạng theo cái tiêu chí nào thì chúng ta sẽ muốn xếp hạng theo tiêu chí là điểm trung bình chẳng hạn. Thế nên là chúng ta sẽ chọn cái điểm trung bình này là cái tham số thứ nhất và chúng ta xếp hạng cái điểm trung bình đó trong cái khoảng nào. Ví dụ các bạn là so sánh bạn A học rất giỏi nhưng mà các bạn phải so sánh bạn A học giỏi nhất là ở trong một cái lớp nào đó hay là trong một cái trường nào đó thì ở đây bạn A sẽ là H5. Còn cái reference ở đây chính là cái vùng mà chúng ta cần so sánh tức là từ H5 cho đến H16 như thế này. Và chúng ta sẽ thử đóng ngoặc lại bấm Enter thì sao Các bạn có thể nhìn thấy được là ở đây cao nhất chúng ta sẽ có là 9 Chúng ta nhìn thấy là 9 Thế nên dĩ nhiên bạn này là có cái rank có nghĩa là xếp hạng 1 rồi Chúng ta sẽ phải lưu ý ở đây nếu mà các bạn kéo xuống phía dưới như thế này đến dòng thứ 16 thì chúng ta sẽ có một cái kết quả sai bởi vì sao? Bởi vì các bạn nhìn thấy là ở đây H5 được so sánh với cái vùng từ H5 cho đến H16 nhưng phía dưới này ở một dòng ví dụ như là dòng số 13 OG13 thì chúng ta đang so sánh H13 với cái vùng là H13 đến H24 và H13 đến H24 thì cái dữ liệu ở phía dưới này nó không có nghĩa. Thế nên chúng ta sẽ lại phải chọn lại cái OG5 bấm chuột chọn cái vùng từ H5 đến H16 rồi bấm phím F4 để chúng ta cố định cái vùng này lại và chúng ta sẽ lại lặp lại công thức xếp hạng như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Ok, vậy là cái yêu cầu số 3 đã được giải quyết. Đến bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái yêu cầu thứ tư, có nghĩa là thêm cột khen thưởng vào sau cột xếp hạng. Điền dữ liệu cho cột khen thưởng như sau, hạng 1 được thưởng 200.000 và hạng 2 được thưởng 100.000 còn lại là không thưởng. Thì chúng ta sẽ viết cái công thức này như sau chúng ta sẽ phải kiểm tra bạn nào hạng 1. À, hạng 1 thì chúng ta sẽ cho 200 ngàn. Hạng 2 thì như thế nào? Thì ở đây là một cái bài nâng cao của cái hàm if. Bởi vì chúng ta phải kiểm tra đến tận hai cái điều kiện. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra cái điều kiện là bạn ấy có xếp hạng 1 hay không. Thì chúng ta sẽ làm như sau. If hạng của cái bạn này có bằng 1 hay không? Nếu hạng của bạn này bằng 1 thì chúng ta sẽ thưởng bạn ấy 200 ngàn. Thì chúng ta sẽ viết 200 ngàn vào cái tham số value if true. 1, 2, 3. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ kiểm tra tiếp là nếu bạn này có phải là hạng 2 hay không. g 5 bằng 2. Thì chúng ta sẽ chỉ cho bạn ấy 100 ngàn mà thôi. 100 ngàn. 1, 2, 3. Còn nếu còn lại không phải hạng 1 này. Không phải hạng 2 này. Thì các bạn sẽ không được thưởng. Thế nên chúng ta cho số 0 vào đây. Đóng ngoặc lại và đóng ngoặc lại một lần nữa bởi vì chúng ta có hai hàm if. Chúng ta sẽ bấm nút enter một cái thì các bạn có thể nhìn thấy bạn này sẽ hạng 1 thế nên là được 200.000 tiền thưởng. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ lập lại cái công thức này xuống phía dưới. Các bạn có thể nhìn thấy được là Vì cái bạn uh, ở phía dưới này không được hạng 1 hay là hạng 2 thế nên là các bạn thì đã không được tiền thưởng rồi và các bạn có thể nhìn thấy và các bạn có thể có thắc mắc là tại sao ở những cái ô mà không được tiền thưởng này chúng ta lại có một dấu trừ ở đây thì cái việc này đó chính là cái tính năng định dạng số ở đây chúng ta sẽ quét chọn cái vùng mà chúng ta muốn xem định dạng số và chúng ta sẽ bấm Ctrl 1 ở trên bàn phím thì chúng ta có thể nhìn thấy được là đây chính là cái định dạng số mà chúng ta nhìn thấy Chúng ta có thể thử một cái ô bất kỳ bấm Ctrl 1 ở trên bàn phím thì đây chính là cái định dạng số mà chúng ta phải sử dụng ở trong cái trường hợp này. Cái định dạng số này là định dạng custom và có thể là ở trên máy tính của các bạn cũng có. Các bạn chỉ cần vào Format Cells chọn cái category là custom và các bạn chọn đúng cái lựa chọn ở đây là được. Vậy thì qua video này thì chúng ta đã cùng nhau giải quyết được bốn cái yêu cầu lần này và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau